Bên đây là Fortuner các bạn. Chiếc này đời 2014 này. Xe thì chạy kiểu như mình đặt ga, nó không có chịu lên ga. Đạp hết ga, đứng tại chỗ thì đạp nó có ga các bạn. Còn khi mà mình chạy đạp hết ga, nó chỉ có vòng tua nó lên 1.500 đến 2.000 thôi nha. Xe chạy rất là yếu. Sau khi test này, mình có cái máy đọc lỗi đây. Test thì nó đang báo bên cái phần turbo á. Với lại xe nó nổi cái đèn chất cá vàng ở trên cái đồng hồ tắp lo các bạn. Còn turbo thì nó nằm hướng bên đây. Rồi, hướng turbo nằm bên đây nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái turbo ra kiểm tra nhé. Bên phần máy á, lâu lâu nghe nó kêu tập 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 các bạn, chắc là kêu cò rồi. Đấy, kỹ thì lâu mình nghe nó kêu, nghe bên cái con đội cò các bạn, nó kêu tập 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 ở trong máy nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái turbo ra ngoài nha các bạn. Xe này thì mình đang tháo ra để lấy cái cụm turbo ha các bạn. Tháo lấy cái lọc gió ở chỗ này ra nè. Cái hộp lọc gió ra để cho nó chống mình dễ làm nha. Turbo thì nó nằm hướng bên đây. Với lại mình thấy mấy cái bụi than nó bay ra xung quanh nè các bạn. Thì kiểm tra là của cái dây curo nè. Dây curo thì nó mòn rồi. Nó mòn một bên nha. Nó mòn một bên, nó nguyên nhân là nó bị gãy cái cụm tăng dây á. Cụm tăng dây nằm bên này. Qua đời mấy cái Fortuner kia. Cái cụm tăng dây thì nằm dưới đây nha các bạn. Cầm tăng dây của rô á. Bên đây là cũng một chiếc Fortuner ha các bạn. Cái này thì nổ máy lên nghe nó kêu. Để máy tướng rồi, để máy lên. Nó kêu két 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 thôi các bạn. Thì mấy cái dòng xe máy dầu á, cái mấy cái đầu dynamo á, nó hay bị hỏng cái con bu ly tự động các bạn. Cái này thì chắc mình cũng phải mở ra mình kiểm tra cái đầu bu ly tự động của xe nha, của cái đầu dynamo nha. Chiếc này thì cái dynamo mình đã tháo ra ngồi rồi đây các bạn. Dynamo thì nó gắn ở hướng này nha. Đó. Đây. Cái đầu bu ly của nó đây các bạn. Nó quay tròn hết rồi nè. Nó quay tròn rồi. Đây. Trước tiên á, nó có dấu hiệu hư á, là nó kêu két 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 trước nha. Rồi cái này nếu mà mình ráng chạy á,
là nó sẽ không có sạc đâu các bạn, tại vì nó không có bám xuống dưới cái cốt nè, cái tục cốt của dynamo nè đó. Bây giờ mình sẽ đi sẵn mở ra thì mình bảo dưỡng luôn cái dynamo nè, rồi thay cái đầu bu ly. Chứ để chạy kiểu này thì nó sẽ không sạc nha các bạn, nó sẽ không sạc vô trong cái bình điện. Bạn này Fortuner đây ha các bạn, chiếc này thì mình cũng đã làm xong rồi, đang chạy test thử đây. Thì với cái mã lỗi là B0047 á, là nó báo bên cái cầm van điều khiển turbo các bạn, cầm van điện tử á, thì cái này mình cũng đã thay rồi đây. Đó, cái cầm van đó, cái cầm van này là cái hàng 7 nha các bạn, hàng 6 xe á. Cái thay cái cầm mới thì nó cũng hơi mắc tiền nha, nhưng mà cái cầm này thì mình cũng đã test rồi, chất lượng nó còn tốt, thì đỡ chi phí cho chủ xe nha. Nói chung thì xe bây giờ chạy ga ngọt ngào rồi các bạn, đạp ga thì lên vèo vèo rồi nha, chứ nó không có còn yếu như cái lúc đầu nữa. Đèn chết thì nó cũng tắt rồi đây. Rồi mấy cái phụ tùng thay thế thì mình để ở phía sau đây. Đấy. Cầm van điều khiển turbo này các bạn. Thì cái này đây, ở trong đây á, mình tháo ra cái cầm điện tử của nó này. Cái motor của nó thì cái cổ gớt các bạn, nó cháy cổ gớt rồi nha. Đó, nó cháy, nó lòi rồi, lòi phím rồi nè. Nên motor nó không có hoạt động được, nó mở sai tầm nha. Này, cái cầm motor của nó đó. Đây này, cái bên phần cổ gớt các bạn, nó lột hết đồng rồi, nó tới phím rồi nè. Rồi thay thêm một cụm tăng dây cô rô nha, cái này nó rớt rồi nè. Rồi, vậy thì cũng đã xong rồi. Mình đang chạy test thử các bạn. Rồi, vậy thì video đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.